Xin kính chào quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì Trông đang có mặt tại cửa hàng ở Mèo Vạc và hôm nay Trông vào đây để nhận 123 chiếc chăn để mai phát cho bà con các bác. Và cháu Hùng đặt bên bán thì người ta cũng lòng vào túi rất là đàng hoàng cho cháu Hùng rồi. Đó. Giờ thì đợi xe đến và bóc lên thôi. Chăn này thì 200.000 một cái. Nó một số tiền cũng khá là lớn. Mai còn là gạo nữa các bác, gạo với thịt lợn nữa. Nên là mai sẽ lấy cái này để phát cho bà con mỗi hộ là một cái, một chiếc chân với lại một bao gạo với lại một cân thịt với lại mắm muối mì chính rồi là đường đấy, cho bà con. Và thì nữa thì đợi xe đến thì Trông sẽ bóc này lên các bác. Vẫn là thuê xe đi chỗ kia nha, rất là nhiều luôn, chân rất là đẹp đấy. Hiện tại thì mình đang bóc đồ lên xe để mai phát kịp phát cho bà con nha các bác. Đồ rất là nhiều luôn, nguyên chân thôi, còn gạo các thứ thì xe ở dưới kia người ta cũng đã đợi mình rồi. Đấy đúng rồi, chặn vào hai bên luôn. Bỏ chân ra đá chuối, để xuống chuối này đã. Chắc cái đấy không cần bỏ ra đâu, chú bây giờ ép vào luôn. Ép vào thì nó mới giữ được chứ đúng không? Để nó sát bằng bằng này này. Đó. Thì nó mới lên cao được. Dạ vâng anh. Đi SH mà còn đòi từ thiện hả anh? Thế rồi chú ạ, được rồi. Bây giờ ép xuống là được đấy nhỉ. Cháu nghĩ là vẫn phải nâng lên một tí để chú nhét xuống. Thế hôm qua đếm đủ chưa? Thế hôm qua chị bảo là đếm đủ rồi mà, đếm đủ chưa? Thừa. Thế đếm đi, bây giờ đếm luôn đi. Ừ. Đếm lại đi. Đếm đếm xếp đến đây đi. Ở trên này có sự xếp đi. Ừ. Mà tập kết ở ngoài này nhá. Từ, nét phản đấy chú. Đưa phản đấy, phản. Ê. Yếu thế nhở ông nghiệp này. Đấy tầm này này, cháu nghĩ tầm này được đấy. Chú bây giờ chú nhét xuống là nó lại cao không? Đúng không? Phải kịch nó xuống. Chạm nó xuống không thì đi nó như làm như cái chuồng lợn luôn ấy nhỉ. Cái gì mới đổ chứ không hết rồi. Nhà ông kìa. Nhà ông chủ thầu thì rồi, Tết này bà con ấm no các bác. Một xe luôn. Em hộ anh chú. Giật mạnh à? Kéo mạnh à? Kéo nữa đi. Kéo hết mình đi. Mang dế lên mày ơi. Nghe tỏ lên. Kéo thì cần gì dế. Đấy. Thằng ở trên nó giật hộ đi. Đây các bác, sau khi buổi sáng mà vận chuyển đồ ấy thì lên rất là nhiều hàng luôn đây. Một tiếng từ thiện của chị Yến ở Sài Gòn có gửi cho bà con trên vùng cao. Sau khi mà bóc hết những đống đồ, cái mặt mồ hôi toát hết các bác. Rất là nhiều đồ luôn. Hàng rất là nhiều luôn. Hẹn các bác, hẹn bà con ở dưới kia, bà con người ta cũng đến rồi. Giờ là việc đi thôi các bác. Một xe luôn, một con xe 3 tầng dưới luôn. Đi. Thế này thì căng đét luôn các bạn. Hồ đó, nó cửa xe mất. Bạn, hộ mình với. Ui giời, bạn, hộ mình với à? Bạn lại hộ mình, đẩy lên. Đẩy lên.
Ở đây mang áo. Thôi yếu nhờ. Đấy. Ấn vào. Đấy đúng rồi. Mày sẽ để ẩn ra cài chốt. Ờ đúng rồi, bạn cái gì bạn cũng khôn. Ok, sau này các bạn làm cho chót đi. Nào. Rồi, ok. Mệt không? Không mệt tí nào đấy nhỉ. Nhìn mặt là biết là không mệt rồi. Ôi, quần áo này chắc vứt ở trên này thôi. Quần áo mưa này. Ôi, sáng ra đâu không biết rồi à. Sau khi gọi bà con thì mọi người cũng đã đến đây khá là đông đủ các bác. Bây giờ là đang đợi một số người đến với lại xe ô tô chở đồ xuống thì mọi người sẽ di chuyển xuống đấy xong dưới mặt bằng này để phát thôi, bởi vì là trên này là nó hẹp quá, mọi người ở rất là xa, ở tận tít trên đồi lên kia xuống cơ chứ không phải ở gần, nên là cũng không thể nào mà mang đồ tận tít trên kia cho bà con được. Hôm nay là được mỗi nhà một bao gạo này, một cân thịt này, một gói mì chính này, một gói muối này, một gói đường này, một cân thịt lợn này. Có rõ không có? Chân có chân được một cái chân nữa. Ít đầy bạc đấy. Hả? Vào mua à? Đâu quần đâu? Mày cho anh à? Đây hôm trước còn cho cái áo mặc rách còn để biết ngay mà cái thằng này mặc quần áo lúc nào không thấy luôn. Không biết giặt quần áo à? Hả? Hôm nay tổng giá trị của những món quà là hơn gần 70 triệu đấy các bác. Số tiền rất là lớn. Các bác có thể thấy là có cái anh đang xông hơi dưới rau quế kìa. Đó. Sáng ra tắm luôn cho máu. Hiện tại thì mọi người đến khá đông rồi. Các bác có thể thấy là bên kia đây. Đó, bên kia đang có người về đây. Hẹn dân từ lúc 7 giờ, chắc là mọi người cũng đến là khá là lâu rồi, bởi vì là sáng lên trên cái này thì còn là phải bóc đồ nữa nên là hơi lâu một tí. Bây giờ xe còn chưa đến, đang đợi xe chở đồ xuống thì mọi người giúp nhau bóc xuống cái này rồi phân phát cho bà con, rồi ai về đường đấy rồi cháu cũng phải đưa chị Phạm Yến đi về, chị phải vội về Lâm Đồng để kịp chuyến bay tối 10 giờ tối nay các bác. Bà con thì đợi khá là lâu. Những cái cảnh đi từ thiện này thì các bác cũng để sao xa lạ rồi, vì cháu Hùng cũng kết nối rất là nhiều đoàn. Bé thì ăn kẹo nhá, hay chưa? Thì ăn kẹo nhá. Rồi kẹo trên xe ấy. Trẻ con đây kia cũng khá là đông luôn. Chưa, xe đang đây, tôi tải nó xuống mà. Thế bà con cũng đã đến đủ đâu. Dừng ở đây thôi. Cho gà cả vịt á? Ờ. Hả? Không. Làm gì cho gà cả vịt, gà cả vịt người ta lên bán mà. Kìa mọi người tít trên núi trên kia xuống đó, chị ơi. Mọi người tít trên kia xuống á. Không. Có tòa bản chuối với khoang ba à, tịch kính. Bao nhiêu phải tính hình thôn, bao nhiêu suất là để người ta biết đường, người ta báo lên trên kia chứ. Thế chú ở chú không xuống? Chú ở chú không xuống? Chả có đoàn nào không xuống hết. Ai nhìn thấy cái gì? Chào bác. Còn ông nào này? Nhìn thấy mặt hàng của mày xong rồi tao đi về ngay. À mà xem hàng đi. Ok, nhất trí chú. Chú cứ kiểm tra tự nhiên. Gấu biết gấu, thằng gấu bé đó. À. Đẹp không? Đây là cách mọi người sang sông để đi mua đồ các bác. Giờ thì đang đợi xe ô tô chở đồ xuống kìa. Mấy chị em lại ra ngoài bờ sông này chơi. Đấy. Cảnh rất là đẹp luôn. Phong cảnh hữu tình.
không có gì để chê trách luôn. Đấy. Bà chị ấy gội đầu luôn à. Đâu, luôn hết tiền đâu. Gội đầu luôn này. Người trèo người gội đầu luôn hết tiền đâu. Đó. Rồi, mấy hôm nữa thì cháu sẽ mang đồ lên cho gia đình nhà kia. Vì hôm trước cũng có hứa là cho ít quần áo. Với lại xem cháu sẽ mua ít dép cho gia đình. Bởi vì gia đình rất là khó khăn luôn. Hôm nay chắc khả năng là sẽ xong xa bên kia được rồi. Ui ôi. Ui ôi, lún. Nghe kia như trẻ con đấy nhỉ. Chưa thấy cắt rồi giờ. Tú chỉ cần tao tú. Ôi chỉ cần tao. Ý dạo hay thay cho chính. Thay cho chính muốn đi. Cơ thì chắc là. Hử? Cơ thì chắc là. Học lớp mấy rồi? Con học lớp mấy rồi? Học lớp 2. Lớp 2 á? Thầy nào dạy ấy? Thầy Trinh à? Phải không? Thế hôm nay trốn học đúng không? Hôm nay trốn học là không được trốn nữa nhá. Tí vẫn có kẹo cho các con nhá. Nghe chưa? Tí vẫn có bánh kẹo này. Lớp này đi tán gái luôn này. Đi về đây thì mình để mình dạy bạn cách tán gái. Bây giờ được cho đống đá được. Nhưng mà bây giờ đi, bây giờ thêm có ai có bán nhỉ? Cá sông ấy. Cá sông là cái gì? Cá tầm là chỉ có ở bên Lào Cai mới có thôi, bên này không có cá tầm. Em gái. Ồ. Đâu, đừng im nào. Em này lấy chồng chưa? Lấy rồi. Bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Bao nhiêu tuổi rồi? 6 hổ á? Trời ơi, ai cũng đánh son phấn, xinh ơi là xinh này. Chị, năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Ôi sao em hỏi các chị chạy làm gì nhở? Hả chị, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 30. Hả? 30 á? Trẻ thế á? 30 tuổi thôi mà trẻ thế nhở? Đứa này. Thế còn chị này năm nay bao tuổi hả chị? Ơ đừng có chạy nào. 23 rồi á? Mấy đứa con rồi? 4 đứa. Cái gì? 23 tuổi 4 đứa con rồi á? Ôi ôi. Đẻ căng thẳng đấy. Bảo chồng là đẻ từ từ thôi chứ. Đẻ nhanh quá thì hơi nguy hiểm đấy. Thế còn em này bao tuổi rồi? Em gái trắng. Em bao tuổi rồi? Cộp lớp rồi chị thế. Đó, sao để cho chị từ năm 14 tuổi cũng lấy chồng nó thì ôi không biết nói như nào luôn. Hôm nay ra đây là mỗi nhà sẽ được một cái chăn này, một bao gạo này, một cân thịt này, mà muối mì chính nhá. Đợi một tí xe ô tô đang xuống. Đấy, mấy anh chàng này còn máu hơn cơ các bác. Cho luôn cả xe xuống xong rửa luôn. Rồi rửa xong là lên, nó sẽ bẩn hết rồi anh. Hả? Kể nó á. Anh thả tay nó rơi xuống chưa? Tay nó không rơi đâu mà. Không rơi á? Anh thử thả nó. Thế thì rửa làm gì? Sao không rửa ngay bên suối kìa? Bên suối ít nước quá. Rửa đây hả? Rửa đây cũng bẩn hết đây. Có gì hay ho đâu rửa đây. Bây giờ là mọi người cũng đang chỉ chờ ô tô thôi các bác. Đấy, ở trên kia cũng có một khóm đang à. Có một khóm đang ngồi trên kia. Chả biết là 123 hộ về đủ chưa nhưng mà thấy là còn chưa thấy ai xuống luôn. Vậy đợi đang đợi xe nữa thôi. Cái này á? Lấy về cho gà á? Để gà làm gì? Các bà này ngồi đây đợi hơi bị lâu đấy. Cái xe làm gì bị lâu thế không biết. Các bà là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đang cùng nhau xem một cái điện thoại. Chả biết là xem cái gì luôn. Chỉ lụa.
Đấy, bà còn mang cả cái túi bò cá này muốn tỉ chua. Tỉ chua. Giờ cho chỉ một chút đi. Cái gì hả? À, đi tiếp. Ôi. Rồi rửa thế này thì bẩn hết xe rồi. Úi giời ơi. Thế còn gọi là gì là xe nữa. Mọi người đợi khá đông rồi. Xe thì máy vẫn chưa đến. Thời gian chờ đợi thì ô tô cũng đã đến rồi nha. Ô tô đến với bà con rồi. Bây giờ là sẽ cho ông sẽ lên đó để bà con cùng nhau mang đồ xuống đây dưới này. Dưới mặt bàn này để phát. Đây không để ở đây cũng được. Đó. Cho ở phàng mà này thôi. Nên đi à, pa, thiệt cho danh tuần đi rồi. Tuần cho đi. Ờ, phải dựng đi. 123 hộ. Đây chẳng hay là hai hàng đi. Ờ, nó thì nó đây đẹp. Ờ, thiệt cho đoàn đi. Ừ. Giờ mình sẽ lên đón xe. Hộ xốp hai người bê qua kia. Chờ xe chở qua kia cũng được. Mua không nếu? Tàu tàu chút xe cơ. Thôi được rồi, có ít thôi, biết rồi, biết đến rồi. Rồi tắt máy đi. Quay xe luôn á. Đợi hơi lâu nhá, thằng Long rồi, Long xuống à? Về rồi. Nhưng mà thì anh đợi thằng Luân nó đi cùng nhá. Đợt Luân này. Luân này, ờ. Không, tí lại không có xe đi. Tí lại không nhờ được người. Đi đây đây, lên trên này đi. Lên trên này đi. Lên hẳn nữa này đi. Rồi, ok. Ok. Phát thiệt mùa hâu nhá, mùa con nếu mua cho à. Hả? Thế bảo là đừng có quay đầu rồi, cứ đi quay đầu. Từ từ nhá, từ từ, tiêu xe. Từ ra xe lùi ra. Lùi đi. Lùi đi. Rồi. Ok. Rồi. Đó đi đây anh ơi. Tốt, ông này buồn. Hả? Anh đi đâu ấy?
Đi biển bao nhiêu? Đi tới tay nào? Ơ? Sao không để ý nhỉ? Được rồi. Xe đi được mà. Rồi đi. Nè cha gì có xếp mấy mù hò? Ui ồ. Đó. Thế mù hò tà hò? Nhiều cây. Thế mù hò tà tà. Đấy. Thế kì mù sáu xếp ấy. Chị xúa, chị lúa. Ua đó. Ui tài kì bếp bếp tù ua đó nè. Ờ. Thiệp mùa hao nha, thiệp mùa hao à. Thôi không đi đâu, bị đỉnh mi mà đó. Vì vô đây. Con đi thơm ai chị ạ, thôi con đi thơm ai. Thôi thơm ai chị ạ. Ờ cái này cũng dễ xuôi kia được. Ờ tù à. Ờ. Cao một bụt đá. Thôi xuôi kia hết. Mỗi nên mỗi tù 6 3 lầu đấy bê. Chị xuống, chị xuống, nên chị xuống. Tài kỳ bếp ấy, tài kỳ nên tôi mắn này thôi đó. Chị... Ố tù. Ố tù, tôi ố. Quả? Mất thử à? Ôi ôi, một mình bắt rồi á. Ô, được, có được không? Ý là tờ nhá, mất mà nhá. Chị lên đây gì đó, chị ở dưới kia đợi đi. Ở dưới đợi đi, không phải lên đâu. Mang xuống kia mà. Không phải lên đâu. Không đi mà thả cao một đá. Thả bút mình đâu. Ờ sao đâu ờ bà không muốn tao đi. Sửa đi cá một bồn đá đi. Cá sửa đi một đĩa. Ừ. Mang cầm cả sửa thôi. Bây giờ mọi người rất là đông luôn này. Sáng thì không có ai mà hiện tại thì rất là đông người luôn. Đó. Đây là ông chủ này. Tất cả đều là ông ấy cung cấp hết. đây là ông chủ thịt này. Đó. Đây là chủ kết nối thôi. Khỏe đấy nhở? Ngã gì? Kìa. Mình thấy chưa? Bác ông âm luôn. Thằng bếp. Đâu cái kia thùng kẹo mà. Đâu à? Đó, bên này thì à, dùng à. Nên tua múa, nhà phong á. Đó, đến rồi. Vừa hai người bê đúng không? Ờ ê tua. Ê nó. Tại kỳ u pê pê tụ ô thế này trong chỗ này mới đi ô. Chớ tại kỳ pê gì pê tụ chứ chẳng á. Lo chín đi chín đi rồi. Tua vào làm đi. Ờ, giờ bọn là gì nhớ mà ô xin đấy ẻ, tao đấy ẻ mấy mù á. Tua, ít tủ tua ba, ớ tủ tua ít xe tao bảo tua ô đây, làm đi. Mà mù. Lấy thùng xốp về chứ. Chờ lấy thùng xốp về. Rơi ra. Đây là chân này. Đây là
Dịch ra. Từ 2 hàng mà, 2-3 hàng mà. Thoải mái. Hả? Ừ. Tròn á, hình tròn á, cho hình tròn á. Cho một phát hình tròn á, là mình ở giữa. Lâm tự nhiên đi về thôi. Tí chắc nhờ chờ nhờ ai chờ mày lên thôi. Chờ lên đâu? Lên đèo cầu. Hay ngồi ô tô. Thế tao chờ chị Yến nữa. Em mua. Ít ở tụi tôi sang mà. Nhớ tài kỳ đi bếp bếp tụi uống mà. Nên uống là mà. Nên hát xa cổ ế mua bẩn trái bút nê thế. Ý chết đi, ít bột trò đấy, thì sao chắc đâu. Ô, ôi dồi phấn nê chả nà. Nê ơ. Nê phấn nê chả nà. Mua, uế. Lười quá, không xứng đáng lấy thật. Nè ơ, cho các tuột đi ơ. Cho ông tâm nào ơ. Lại lên đây lấy đi. Cho các tuột sẵn đi ru ơ. Tuột bác ẻ mua ơ, chú ơ. Người đứa trẻ còn không có dép đi luôn này. Đâu nghỉ vác, cái năng này là bà đi cầm chăn này. Nên cho chị này, nên tôi ẻ chua mà, bất nhiên mà tôi bả mà. Nên cho chị này, tôi ẻ chua. Ôi, bé. Giờ các cụ ông, các cụ bà cũng xuống đây hết luôn. Mọi người rồi để nhận món quà Tết. Nói chung là chuyến này là chuyến lớn nhất của cháu Hùng rồi. Còn một hai đoàn nữa thì nó cũng rất là nhỏ thôi. Vì những cái đoàn này thì sẽ cho trẻ con chứ không phải cho những hộ gia đình khó khăn đấy các bác. Vì là ở đây thì tất cả mọi người trên kia là nhà khó khăn hết. Ở tít tận đồi trên kia chứ không phải ở gần đâu các bác. Cho chín này ngồi lên tôi ẻ chu nè. Nè ơ, hôm nay tôi rồi hát nè hát cho đi thia. Đó là hay các. Rồi rất là nhiều đồ luôn. Một núi đồ luôn thật mà. Không phải ít luôn. Quá là nhiều. Nhà rồi, nhà ẻ thiện.
là nhiều rồi, quá là đặc cấp. Quá là đông. Một hộ là sẽ được một cái chăn này, một bao gạo này, với lại một một túi này. Vậy là một cân thịt lợn nha. Thịt lợn ở đâu ạ? Thịt lợn đâu? Đấy, thế là thịt lợn ở đây. Bị lâu. Bây giờ bạn có thể đi sang bên kia hoặc là đứng ở sau mọi người quay về cũng được. Mình phải di chuyển như một người là không phải là mình lúc nào đứng một chỗ. Tiếng của mày bây giờ đấy. Các người yêu. Chắc chắn chưa? Đợi đi. Đợi thì mà cao bốn tiếp đi. Cứ xếp hàng như này, xếp một hàng, hai hàng như này nhá. Cứ làm một bao gạo với một bao gạo với một túi này, có lại một con thịt. Đâu, xếp hàng không? Ăn đủ. Ê, cho ấy hàng đi. Ý đẩy nữa rồi. Lùa, lùa. Nghe ta này, mỗi lần chạy ra thì mày có thể mày lùi hay là mày tiến theo chị lùi được không? Cái tài này sao mà kém thông minh đấy nhỉ? Có chỗ chỗ xuống kia là, đừng có hàng dài có chỗ chỗ xuống không kia là. Không mà chị, bên ta tới cái gì? Còn một số bên này nữa. Chị ơi, từ chị cho chị sang bên đây. Không, còn bên xóm bên này nữa mà mình cứ đứng ở cứ từ bên đây sang đi. Đứng xa đi. Đấy, đứng hết. Cho ai xóm kia luôn. Làm hai hàng đi đó. Ví dụ là bây giờ là mình cho chanh xuống dưới này, cho cái thứ lên trên thì nó sẽ hay hơn đó. Ít chế cay nhé. À đúng. Ít chế cay nhé. Từ từ bước cay nào. Ai cầm thịt đấy? Thịt nhẫn đấy. Một sáng hai rồi đó. Khoảng ra những cái chén nó sẽ nó chua bả. Bả đi chua. Bả có thêm à? Nên bắt được bả mà nên cho mà bên sao được bắt được bả đây. Đó. Mình để lên trên đi. Nó sẽ hay hơn. Đó, như thế này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái này tao thấy mày bây giờ tao bảo mày này, mày quay ấy, mày có thể mày quay mày đằng thẳng đứng này mày quay được không? Mày cứ cái này. Bà nó mà nó đi nó tao zoom lại được tao chia từ từ này. Đấy bây giờ quay chị nhiều hơn cũng được. Cứ ngồi dưới đất cũng cập hơn. Tao bảo mày một chỗ ấy sao đấy, tao bảo mày nó khờ đi. Tao sẽ là sao đi tao trả tao đi mà bê đi chua chua đi chua 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 cá chua tôi nè chua 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 ăn đâu ờ Sao bị tôn đi nào Đến lại đi.
Từ từ đã, bình tĩnh. Hôm nay có số đúng không ạ? Đây, thiếu của em 8 cái chân này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 cái chân của em nhá. Đấy, thiếu 8 cái chân của em nhá. Chưa, nắng trên này nắng dịu lắm. Nước này sao đà ra? Nước này là tù nỉa tí nên mà có phần đá út tùa. Nửa phay à pe à ít chế à tàu à ít bó xu này tàu à cây thế tàu à mít chính tàu à chê tới à ít đầy bạc mà ít số qua mà chỉ một chỉ ít chế đẻ mà từ đầu muốn nửa so sánh lo lù họ đây à dân anh đây sạt tàu tỏ các thứ gì nghe thấy ô u chỉ tao thì giờ tùn chế pe thì nhớ pe sổ nước thì chỉ tao mua chuẩn xả tàu mà lấy mặt khác đấy tức là em là gì gọi là hôm nay có chị từ dưới kia lên là có phát quà cho mọi người ấy. Thì là mỗi một hộ dân là một cân thịt này một cái một gói đường này một gói đường này với lại là một muối này một bao gạo này một cái chân đó tổng trị giá là hình như là một xuất quà của mỗi gia đình là 550.000 nhá đi nhá ít chiếc này ít chiếc này ít không này thế à ít đại bạc nó sai rồi nó nhá cao một chế thì to nhiều thì tao nhá tôi tiền cho anh nhá hiểu chưa không hiểu à thôi là loan đây tắt điện thoại đi cho xin chụp cái ảnh tôi chắc không chụp cái này chụp cái này không cần thì cho nè một chế nhá em một chế nhá cho mi giáo mi giáo tuân đi trẻ con đây nhá. Cao một trên đấy, cao một trên mà. Đưa tài tao, đưa tài mà lên một trên đấy chưa. Này thị ô mà. Mì dầu ơ, cho mì dầu tốt đi, mì dầu ơ. Trẻ con rồi. Mì dầu là cái gì? Mì dầu là trẻ con. Mì dầu. Thịt heo ơi. Thịt heo ơi. Đi theo. Nam công tử ấy tới chờ từ sáng rồi. Nam công tử. À, tớ bảo xin cho nó một xin một túi. Cảm ơn chị chưa? Không cảm ơn chị nhá. Phải tí đi, phải tí rồi, phải lên về. Mi giáo tôi đi, mi giáo ơi. Trẻ con ơi. Nào, tua. Nào, cho thay đi, tua đi. Bà rồi trẻ con thì sao giống nhá sao giống nhá lấy đồ xong mọi người đi về hết đi một chế ơ khỏe chưa thì đi Ôi chào ơi. Ôi. Đứa chắc 15 tuổi chứ mấy. Phải lắm đấy. Rồi, đúng.